sinh ra thì không được nhìn thấy ánh sáng. Lên cái độ tuổi bước chân tới trường á, thì hầu như là các bạn không có bạn bè gì hết á. Tại vì là bạn bè nhìn thấy mắt mình là sợ và tự nhiên khóc la hết lên. Thì gia đình họ tưởng cũng là tưởng mình là cái người mà có một cái mâu thuẫn đối với một cái điều gì đó không tốt đối với con họ, thế là từ đó họ cũng không cho con họ tiếp cận với em. Đến cái độ tuổi đi học cùng với bạn bè cũng không được đi học, và em đã từng đòi bố mẹ cho đi học thì bố mẹ cũng dẫn đi đến trường Hồi giáo, nhưng mà học được một buổi thôi. Đến buổi thứ hai thì cô đưa về giữa chừng tại vì là học trò khóc nhiều quá. Khi mình gửi ý để nộp hồ sơ vào các trường đại học ở Hà Nội thì đều bị từ chối. Ngoài đó thì em chuyển đi vào Nam, em gọi điện vào mấy trường ở miền Nam thì họ hướng dẫn cho em làm hồ sơ. Thì được tiếp nhận, hồ sơ của em được tiếp nhận từ đó và em được. Thứ nhất là mình nghe là nhiều. Tại vì khi mà giao tiếp với mọi người thì mình phải lắng nghe mọi người, và để làm sao mà nắm bắt được cái tâm tư mà người ta muốn truyền đạt cho mình. Đó là cái điều quan trọng nhất của người khiếm thị. Thay vì là cái người sáng thì họ sẽ dùng bằng mắt để quan sát trong khi nghe. Đằng này người khiếm thị chỉ có tập trung nghe thôi. Tập trung nghe để lắng nghe những cái gì mà họ muốn truyền đạt cho mình, để mình hiểu cái nội dung, tóm được cái nội dung để mình phản biện lại. Nhưng mà có những bạn trẻ hỏi rằng là sao không nhìn thấy đường, sao lại nhìn thấy chữ để học. Đó là những cái mà em thường xuyên phải gặp phải. Bây giờ mình nghe cái cảm xúc của năm em vẫn chưa ghép được. Thực ra thì em không phải là em buồn vì câu hỏi của họ, mà em chỉ buồn cười thôi, tại vì họ chưa hiểu đúng về người khuyết tật, cũng là người khiếm thị, đặc biệt là người khiếm thị. Cuộc sống của em hiện tại bây giờ là em sống chung với tất cả các bạn ở trong ký túc xá. Em cũng không có người thân ở trong này. Và điều quan trọng thì mình phải nâng cao cái nhận thức cho những người, những các bạn sinh viên cũng như là toàn xã hội biết rằng là người khuyết tật cũng là một cái người bình thường như bao người. Chứ họ chỉ có bất tiện chứ không gọi là bất hạnh, và họ có thể làm được. Nếu như công nghệ phát triển á, thì các người khiếm thị cũng có một cái phần tiện lợi, đó là dễ dàng tiếp cận đối với những chương trình học ở bậc giáo dục. Ví dụ như là cái máy tính là một cái phương tiện để cho người khiếm thị có thể là lướt web, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, và sẽ làm bài trực tiếp trên máy tính khi diễn ra những kỳ thi cử.
một người bạn đi trước ở bậc đại học đã tham gia ở trung tâm DRD, thì giới thiệu em vào đây em tham gia, tại vì em không quen cái khi mà giao tiếp với mọi người. Hướng vào các bạn thì thấy các bạn cũng bị khuyết tật thì mình cũng là người khuyết tật, nhưng tại sao người ta tự tin như vậy mà mình không tự tin được? Sau một thời gian em tham gia ở DRD thì em được bạn bè cùng khuyết tật với mình, rồi trung tâm DRD đã giúp cho em là đó là có những khóa tập huấn về giao tiếp rồi kỹ năng. Tức là mình có thể là mình đứng trước đám đông mình vẫn nói chuyện được bình thường, phải giao tiếp với mọi người xung quanh. Hy vọng của em tương lai thì em sẽ ra trường có một cái việc làm ổn định để tự mình giúp lấy mình. Và mọi cái rào cản, cái môi trường của người của xã hội thì mọi người đều được tham gia và dễ dàng tiếp cận đối với người khuyết tật. Em thì học chuyên ngành công tác xã hội, là có thể là em làm được tại mái ấm nhà mới chẳng hạn, hoặc là tại một cái trung tâm dành cho người khuyết tật.